À, quý vị các bạn vừa xem một đoạn video ngắn đêm văn nghệ tại thôn Triều Khúc, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, hát văn nghệ tại cửa đình thôn nhà. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Thưa quý vị, đây là một số trò chơi tại sân chùa thôn Triều Khúc. À, Minh Cơ hôm nay tới đây em bé đòi đi chơi chứ không phải đến chuyên quay phim. Đấy, chuyên quay phim thì phải mang các thiết bị để ghi hình từ âm thanh, ánh sáng. Đây là quay một chút. Quý vị, đây là thánh tượng của Đức Quán Thế Bồ Tát tại chùa thôn Triều Phúc trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối ngày 9 tháng riêng năm Giáp Thìn. Ở đây này là diễn ra lễ hội. Lúc này cũng hơn 9 giờ tối rồi. Đây là một số trò chơi tại khuôn viên chùa thôn Triều Phúc, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Đây là một số trò chơi cho mọi người, trong đó có các trẻ em chơi trong dịp mà hội trên chiến xe lần nào lòng vơi vẫn chưa to. Người ta đi đứng thật đông. Đêm nay là hội trăng tròn. Em đi xem hội trăng tròn. Áo quần hai gấm bạnh bao. Nhìn lên trên trời ông trăng. Soi lên bóng em nằm nghiêng. Ông trăng nghĩa. Oh.